Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái máy thổi mini tự chế và tận dụng lại những cái vật dụng ở trong nhà. Các bạn cùng theo dõi video nhé. Để thực hiện, các bạn chuẩn bị giùm mình một cái vỏ của chai xịt phòng hay bất kỳ cái vỏ nào mà các bạn thích. Thì ở đây mình sẽ lấy cái vỏ của chai này để mình làm cái thân cho máy thổi của mình. Cái thứ hai, các bạn chuẩn bị giùm mình một sợi dây sạc điện thoại, bất kỳ sợi dây nào các bạn có ha. Một cái công tắc để điều khiển. Một cái động cơ. Thay vì mình sẽ dùng động cơ thổi nhưng mà mình không có động cơ thổi, mình sẽ dùng động cơ này để làm động cơ thổi. Một cái quạt. Cái quạt này mình tận dụng từ cái đồ chơi hư hỏng, mình lấy mình vẫn tự dùng lại. Nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể làm như thế này. Bạn dùng hai cái nắp chai. Cái nắp thứ nhất bạn làm thân của nó. Còn cái nắp thứ hai. Cái nắp thứ hai các bạn sẽ cắt. Cắt cái nắp này thành cắt cái thân này nè, thành 6 miếng để mình làm cái cánh quạt. Sau khi mình cắt thì sẽ ra được như thế này, mình đã cắt sẵn rồi ha. Đây. Cắt sẵn đây sẽ ra được cái như thế này. Đây như này. Sau đó mình sẽ dán 6 cái cánh quạt này vào cái thân. Đều nhau. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ được một cái quạt như thế này. Sau khi chuẩn bị xong á thì mình sẽ đến phần lắp ráp, mình lắp cái cánh quạt vào động cơ thế này. Đây. Rồi, mình sẽ cưa cái chai này ra. Đây, sau khi cưa ra như thế này ha. Thì bạn cưa làm sao để cho cánh quạt mình nó lọt lòng cái này là ok. Nó xoay trong đây. Rồi sau đó bạn lắp ráp. Bây giờ đến bước lắp ráp động cơ, công tắc và dây nguồn. Các bạn khoan giùm mình ba cái lỗ. Thứ nhất là cái lỗ ở đây. Ha, để gắn động cơ. Một cái lỗ ở bên hông để gắn công tắc và dây nguồn. Sau khi lắp ráp xong các bạn sẽ được một cái hình như thế này ha, quạt quay ha, một công tắc điều khiển và dây nguồn như thế này. Lát các bạn chỉ việc là đấu dây lại để hoạt động. Còn phần phần trên thì bây giờ là mình sẽ cố định phần này lại ha. Thì nguyên lý hoạt động của cái quạt này là nó sẽ hút gió từ cái lỗ này. Nếu các bạn không có cái này, các bạn phải khoan một cái lỗ để cho cái quạt này nó hút gió, sau đó nó thổi qua hướng này ha, thì mình phải làm một cái lỗ chỗ này. Ha, mình sẽ làm một cái lỗ như thế Sau này. khi cố định phần đầu vào thì các bạn cắt cái ống này để nối vào đây ha, nối vào đây đó, thì chúng ta sẽ được một cái máy bơm. Và nhiều còn lại là các bạn tìm một cái miếng để dán đế lại. Thì mình đã có sẵn một cái miếng như thế này để mình dán đế lại ha. Đây, đây là cái máy sau khi hoàn chỉnh của mình, sau khi mình đã lắp chân đế. Bây giờ mình sẽ thử hoạt động cho các bạn xem.